Nhà chồng cũ của chị gái Lý Minh Xá sang bắt hai cháu về rồi à? Hẹp quá. Nha. Dùng không? Chào chị Trớn à? Chào nhá. Tao đi muộn đấy nhỉ? Dạ. Hôm nay á? À? Hôm nay đi muộn bởi vì là không đi sớm. Thế à? Làm cái gì làm đi muộn đấy? Hôm nay là đi có việc cá nhân. Ôi ăn sớm thế thanh niên. Nằm mở. Nghỉ thôi nhỉ? Rồi, tập sướng đó. Sao mà nhiều đất thế? Để như này thôi. Nhưng mà đừng để đất nhiều quá nhé. Đất nhiều quá mấy nước xây khó đấy. Nó không ăn đấy. Hôm nay là có hai cái xe à? Có người làm cơm cho em? Có nữa. Có món gì chưa? Chưa. Ô thế không bảo à? Bảo bố đi mua cái gì đi, anh đưa tiền cho. Bố về. Cho mông nhìn nó cho nó mổ sao. Lý à, mông chín nằm gậy là. Nằm gậy à? Ờ, ngã xuống dưới này lấy gãy cổ chết đấy. Không được đâu. Nó phải nín nó. Nằm gậy mà. Chứ em mua thì lấy nằm gậy thì chứ mất. Tao mà về tàn tòa mà chạy ta lo tù à. Ờ, rồi. Lý à. Chị là không cho gậy. Ừ. Chị mày mất chị về nhắn gậy. Ừ, tao. Mà chị mày mua. Tiền thế thì cho đi mua đi. Đi bao nhiêu người nhờ sao nào? Đông đi đâu người à? 4 mông, 5 mông đấy. Ôi ôi 5 mông á? Ờ thế thì ô, 5 mông đi chứ muốn lon thế đâu. Ôi chỉ muốn nó muốn thế là thế đấy. Không đến đâu. Đi mấy người đấy mà. Chỉ muốn thế đâu. Trời ơi, đất 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 thì là gãy. Ừ, thế nào? Có sáng nó có học qua chân. Một chi đủ mũ nhộn ôn thể ạ. 20 mấy người rồi. Cái là mà dù mà ít trả chi ô tình bay tình mà mùi u lớn nó mò à như như nó sụp tại như mà mùi u mà ít trả cho cứ mà cho mùi nên thì chỉ làm một thế là bữa trưa là không cần ăn cái gì không cần không cần đâu giàu thôi cứ cầm tiền đi mua đi, mua về ăn bữa trưa cũng ăn, bữa tối cũng ăn đi. Chưa đấy, chưa không ăn đâu, chưa ăn. À, nếu mà này chè nó sẽ là mà. Chưa rồi, làm toàn tăng nò. Không, ăn uống phải đàng hoàng chứ, có người, các cô gửi tiền cho mà, để cầm tiền đi mà mua. Cho 1 triệu nhá, bữa trưa ăn một tí, tối ăn nữa. Cho tiền thì mua thịt ăn lại còn bảo không ăn thì chịu rồi. Lúc nào cũng cái quan điểm là người Mông bữa trưa chỉ ăn rau không phải đâu. Tiền đi mua cho anh ạ. Hả? Em với chú. Là chú tặng nó cho trẻ. Đi với cổng tù ni mù. Cổng chú là. Ừ, vâng. Cùng cháu đi. Nè, cú ý chọn. Mua cả tối cũng mua, mua cả tối luôn nhá. Một ngày tiêu 1 triệu thôi. Một ngày tiêu nhiều quá là hết đấy. Ý chính nó thế, chẳng nó thế. Làm sao mà để người ta ăn rau không được. Đúng không? Đố ai ăn rau không được. Chẳng có rau chứ, chẳng nó thế. Bỏ tẻ ở tỉnh nọ đi chợ bỏ ta su mà nó bê bữa sữa nó chào bùa mà đi với cháu mua xong rồi về nấu ăn cháu sẽ nấu cho mua gà về cháu thịt. Yeah.
có gừng nhỉ, nhà nào có gừng nhỉ em ơi? Thế mua. Thế thì đi lấy gà về cháu rang gừng cho ăn. Cháu sẽ làm ngon cho mọi người ăn, mọi người vất vả giúp mình như thế này, mình còn bán ngô với cả ăn rau thì làm sao mà làm được. Ô lên mà hồ cho chắc thế tự tu mà. À đúng rồi, nó phải có một tí chứ. Mua là. Ôi giời, không tí nữa lại muộn. Đi khẩn trương. Đi. Trọng đi nhá. Trọng với bố của chị Sùng đi. Chín say á. Không hở là được. Ôi nhưng mà mua gà ở đâu ấy? Dưới này có gà không? Có. À ở đây. Đúng rồi. Đấy. Đi mua gà về anh rang gừng lên cho ăn nó ngon. Hôm nay anh em mình tiếp tục vào đây thì cũng rất là vui bởi vì bà con giúp rất là đông. Đến thời điểm hiện tại thì gạch cũng đã vận chuyển gần hết rồi. Vào đây để kịp thời hỗ trợ bữa ăn trưa cho đại gia đình mình luôn. Đấy, như quý cô bác anh chị nghe từ đầu rồi là vẫn là một cái quan điểm là người Mông thì bữa trưa chỉ ăn rau thôi. Thực tế là cũng không có, đâm ra là gia đình cũng không thể cải thiện được. Nên là anh em mình những cái bữa thường xuyên anh em vẫn phải vào để chi cái số tiền của chị Dương giúp đỡ cho gia đình kịp thời những cái ngày mà có đông bà con giúp như thế này. Và thứ hai nữa, tại vì sao anh em mình lại không đưa tiền nhiều cho gia đình cầm luôn, thì thực ra đưa nhiều thì chắc chắn là gia đình sẽ cầm và sử dụng không đúng mục đích. Thế nên là khi mà đưa như vậy thì Tam Giác Mạch cũng không yên tâm. Bởi vì số tiền quý của anh chị gửi thì cũng đều mong muốn là đúng việc, đúng người và đúng thời điểm. Bây giờ thì Trọng sẽ cùng với chú đi mua gà. Ủa hắn táo trống? Bé trống mà. Hôm nay có đúng một cái xe duy nhất giúp chở. Đấy. Có hai cái. À hai cái rồi à? Đi về một cái này đúng không? Ba cái, đi về hai cái. Ít tù mù thóc đẹp ấy. Chú đi. Ok, tao mua mua cho chung mà. Mua mua cho chung mà. Chú mua mua tù nhá, mua ít tù phò. Chú mua bé tù nó mua hết mà. Ờ, lý rồi. Lý mặt tàu lắm. Cô mà trao tù rồi mà. Ừ. Đi vác ạ. Mua thịt là lại vác tiếp à? Không có thịt là nghỉ à? À. Chờ ơi, chờ quay lại anh bảo tí. Có những cái câu chuyện mà Tam Giác Mạch đang nghe ở những cái khu vực khác ấy, thường thường những cái công trình thiện nguyện thì dân người ta sẽ không giúp đỡ đâu, bởi vì họ quan điểm là đã là được tài trợ từ thiện thì người khác sẽ không giúp. Hôm nay vừa mới mở đường này à? Thế cái chỗ cỏ dưới kia để làm gì kia? Để đổ cái bột à? À đấy, lên bây giờ là đi mua thịt gà rồi thì bà con cố gắng làm thêm một lúc nữa, bởi vì đằng nào cũng sẽ thêm cái thời gian về còn thịt gà, rang gà các thứ xong mới xong bữa cơm được. Nhà vẫn còn gạo mà đúng không? Nấu gạo hay là nấu mẻn mén đấy? Nhưng mà hôm nay thì nhiều người thì không đủ ăn thì nấu mẻn mén thôi. À nấu mẻn mén à? Nấu gạo cũng được mà, gạo còn nhiều mà. Đấy, thêm chắc là thêm 1-2 chuyến nữa là nghỉ đúng không? Thằng nào cũng chờ đi mua gà tận dưới đường quốc lộ này lên. Cũng rất là mừng, trong đến thời điểm hiện tại thì vật liệu cũng đã được chuyển đi rất là nhiều rồi. Chuyển về đây rất là nhiều rồi. Rủ cây rồi. Hả? Chứ ăn gà thôi. Ừ. Gà là mình nuôi bao nhiêu con hết được chú nhỉ? 4 con đi nhỉ? Ừ. 4 con cây. Ừ. 6 con thì mổ 3 co ăn chưa có này trầu 3 có. Hả? Đúng rồi. À đúng rồi. Ừ. Trưa thì mổ 3 con. Ừ. Chiều thì mổ 3 con. Ừ. Thì bây giờ cứ xuống mua 6 con á. Ừ. Mua về để luôn. Ừ. Chiều tối đỡ đi. Vâng, không kỳ. Chiều không có xe đấy. Ừ. Lại đi bộ. À, mình cay này. Có mà. Mình mở dưới gì tôi đấy. Gì tôi là 7 con à?
8 con. Đổ tán 48.000 à? Ừ. Lo mà mày kênh là đổ cha 80.000. Ừ. Nó níu về giúp chú đi. Đào cân không bé? Cân này, lấy cân về đi. Tao mà. Tao. Xe không xuống dưới được đúng không? Dừng ở đây thôi à? Thế cái câu chuyện là hôm qua anh nghe điện ấy bảo là nhà chồng cũ của chị gái Ly Mi Xá sang bắt hai cháu về rồi à? Đúng rồi. Hôm qua thì tất là lúc khoảng mấy giờ? 8 giờ 9 giờ rồi. Lúc đấy là đêm à? Vâng, thì em cũng không biết nữa, thì bà bảo thế thôi. Bà nội cũ lên đón à hay là bà với ai lên đón? Bà nội cũ. Một mình lên bắt đi luôn à? Ông nội nữa. À, hai ông bà lên bắt hai đứa con của chị Sùng đi. Đúng rồi. Bắt về ở với ông bà luôn à? Đúng rồi. Thì bà bảo là ơi, chưa không biết là có ai quan tâm như thế này thì bây giờ là có rồi thì không cho ở nữa. Ừ. Thì là tức nghĩa là trước kia là chưa có ai giúp đỡ, chưa có ai quan tâm làm nhà thì là đuổi đi theo mẹ ở đúng không? Là không nhận là con cháu của mình đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ là chị biết tin chị được nhận được nhà rồi thì ông với bà lại đi đón hai đứa con cháu gái về. Đúng rồi. Là kiểu như không cho ở với mẹ nó nữa đúng không? Đúng rồi. Thế chị Sùng có đi xuống đòi lại con không? Có, nhưng mà ông bà không cho thì đuổi về. Vâng. Tuy nhiên là sáng nay là chị Sùng cũng xuống đấy đón rồi nhưng mà ông bà không cho. Vâng. Là lại đuổi chị về. Vâng. À. Chị cứ về ở nhà của chị đi. Ừ. Kệ hai con nó. Ừ. Tức nghĩa là cái câu chuyện hôm qua tao ra mạch nghe được ấy, lúc đấy là em mua em có gọi thôi, bảo là có cãi nhau gì đấy, nên là hôm nay cũng vào đây thì cũng chia sẻ luôn cho mọi người. Bây giờ bà con vẫn đang tiếp tục trời cả rất là nắng đây, chị Sùng đây vẫn đi điệu gạch bình thường, cũng phải nói là rất là thiệt thòi luôn. Nãy quên bảo Trọng là mua thêm ít nước lên nữa, không biết là có mua không đây. Ý, điệu 100% đấy nhỉ, có mỗi hai cái xe hỗ trợ mỗi chuyến là 2 viên, 3 viên thế này. 3 gái. Đấy. 3 cái xe. Thế ạ. Gái đi nhà thì nó đang trong đình. À. Không có xe thì khổ quá. Có cái xe rùa ấy, có cái xe rùa, em lấy xe rùa chuyển nó sẽ dễ hơn à? Là như nào? Chú bảo là tí 12 giờ. Chưa cơ chương trình nghỉ một tí. Ờ, nghỉ chứ. Làm sao nắng thế, bây giờ nghỉ về rửa chân tay xong chờ nấu ăn xong thì ăn thôi. Xong nghỉ trưa rồi làm tiếp chứ nắng thế này làm sao làm được. Chúng đây là cái nó giăng. Thôi. Mua luôn đi nào, mua chạy lại, mua chạy qua lại. Xong chuyến này nghỉ nhá. Và anh về nhà làm cơm trước xong thì nghỉ nhá. Ừ, xong về ăn cơm luôn. Ừ. Ba xe chứ nhỉ? Ừ, xe của mua nữa, đúng không?
Hôm qua thì cái đoạn mà đào cái tảng đá ở bể phốt này này, có cách là xử lý là nhấc ra nhưng mà không nhấc được ấy, thì cái đoạn sau mà tao giác mạch có quay là đào cái hố sâu bằng cái tảng đá xuống, xong là chôn lại, bởi vì đằng nào sau này cũng sẽ đổ thêm một tấm bê tông và đan lưới sắt vào. Nên là có một số bác chưa xem được hết cũng gọi điện cho tao giác mạch góp ý, thì cũng thông tin lại tới các bác là cái đoạn đó thì tao giác mạch cũng đã chia sẻ rồi, là cái cách xử lý đó là đào sâu xuống sau đó là lấp lại thôi. Đấy. Bớt chuyến nghỉ thôi. Solo, solo. Nghề đơn giản. Về thôi mua. Mua. Cái chỗ đất mềm kia mà đổ gạch xuống là khó mà nhặt nhá. Xếp dàn lên trên này thôi. Mùi chuối 5 viên. Feel. Đội cây mũ vào, nóng quá. Ủa? Sao đây?
chị ô mò 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 ble là mò ble chứ mua là nó thật tốt ta luôn ta luôn một bao gạo mà hết rồi á. Ôi thế mà chả bảo nhiều đây còn đây thường thường đông đây gạo còn đây đông đông là bà con là thích làm mẻn mén ăn bởi vì nó sẽ được nhiều hơn đâu nếu như mà khi nãy mà anh em mình không đến kịp thì chỉ có ăn đậu này thôi đấy canh một nồi canh đậu đây bây giờ thì đang thịt thêm gà rồi may quá là anh em mình đến kịp làm gì sáng không xào đây à xào vào cái chảo to đấy được cho nó nhanh tất nhiên mỏ mốc là nhớ chưa đấy con dâu ở nhà thì bây giờ chỉ có phụ để đun bếp thôi chứ không làm được gì nặng nữa rồi sắp đẻ đến nơi rồi sắp nằm ổ đến nơi rồi cho nên nó ót tảnh à bò cho nên nó ót tảnh à đấy đông thì thường thường là sẽ làm mèn mén để ăn cả ngày luôn hôm nay tao giao mạch như nãy tao giao mạch chia sẻ rồi là trích thêm 1 triệu tiền của chị Dương ra để mua thức ăn cho gia đình nếu mà không lên kịp thì gia đình chỉ ăn cơm và mèn mén với đấy, cái này thôi đậu thôi bên này đang làm gà rồi rửa đi xong tí để anh xào bảo một người đi lấy gừng đi em nãy bố bảo có gừng mà gừng tiếng Mông là gì anh lại không rõ đây đang làm gà rồi đấy do là chính sách của YouTube bây giờ rất là căng thẳng về vấn đề là giết mổ động vật cũng như là liên quan đến thịt gà các thứ nói chung là sẽ quy vào cái điều khoản là hành hạ động vật nên là anh em mình sẽ rất là hạn chế quay cái cảnh này đấy. Rửa sạch vào nhá lấy một cái đèn đi trọng đèn soi em nó hôm nay gà sẽ rang ở cái chảo nấu tám lợn này luôn cho nó to nó nhanh bởi vì là thịt 4 con thì sẽ phải đòi hỏi là nhanh và một lúc luôn nhấc ra ngoài rửa này em nhấc ra ngoài kia rửa này lọ đúng rồi nhấc ra ngoài rửa luôn rửa đây hẹp quá lo giờ tao đó nhà gừng ở đâu à sáng à mua gừng ở đâu đổ đây đổ bên này lo tao lo ngon mấy hẳn ngoài rửa luôn không kìa thắp cửa à đây gừng đây rồi gừng ngạt ngà luôn một thanh niên là chuyên rót nước đấy nhà không có bàn chải à bàn chải chải cái này có rồi anh ơi đây rồi lọ nước không về Trời ơi rửa sạch một tí nhá. Mình ăn đấy. Thôi đi. Lo. Về nhà lấy cái bát nó lấy ra đựng hướng nước đấy. Đổ đây. Thank you.
Có các bạn bàn xài đây nè. Đi đi, lấy bàn xài cho em nhé. Đó, 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 đó. Được rồi. Trời ơi, này lấy cái này trải cho ngay. Có bàn trải mà không biết dùng. Trời ạ. Em lấy cái kia cạo bao giờ mới xong. Cho một tí xà phòng vào nữa. Cho một tí sờ rửa bát đây. Sơn lai á. Cho sơn lai vào em. Cho sơn lai trong nhà ấy. Cho sơn lai vào. Nó ở trong này. Nó là tao bị ít thôi. Đó. Xem nó thịt bao nhiêu con gà. Ồ, 4 con gà. Thấy tha hồ 4 con. Gà rang rừng. Chờ biết nó đi kinh nói với em áo vàng này với đây. Nó đi kinh chứ. Lắm lúc anh hỏi không biết đâu. Im thôi. Không biết mà. Biết mà không nói, không dám nói gì. Còn ngại đâu mà. Ấn mạnh vào, từ trái, ấn mạnh vào. Món gì đấy, mít xay. Món gì đấy? Ui, có ạ. À, mèn mén à. Đồ mèn mén. Con mẹ phải mới mua. Mua. Đó, tao lọ. Đúng ạ. Mua. Mấy thầy là mua à. Nghiêng nữa nhá. Cửa cũng hẹp quá. Mà mặt cũng để tí. Ủa, chắc không phải cho. Đó, món khác là xong hết rồi đấy nhỉ? Xong hết rồi. Còn mỗi thịt gà thôi. Chín chưa em? Chín chưa? Chưa chín à? Chín nữa. Anh thái xong rồi thì vừa trong bếp anh nhỉ? Cái này là mình làm một mẻ thôi nhỉ? Một mẻ luôn. Một mẻ. Bảo lấy ít mỡ về cho anh đi. Đấy quên xuống dưới. Ít trò, trò. Trò tôi mua một gan. Mua mà. Trò đi lấy nhà ai đấy? Chỗ nhà em cho. Nhà mua à?
Vậy, chả mù mát mát này. Ôi giời. Cho lên rồi. Khởi động đấy. Cẩn tốc của anh luôn. Bếp lên rồi đấy. Rất nóng à? Đây là mỡ của nhà mua à? Ừ. Còn có đề. Nhà bố thì không có mỡ đâu, phải đi xin nhà của mua mới có. Thế là anh à? Bố mẹ là ta trò á. Hết rồi. Ở đây lấy nhà mua rồi đấy. Sao bên này nó cháy bên này thế? Tí lòng, xin giấc. Chẳng mày không nó chỉ. Chắc chỉ ở nhà mua có. Mua. Lấy chắc chỉ về đi em. Hả? Má sao tụng một chân má? Mày. Không chập bánh. 9 giờ em. Một mẹ. Mỡ được rồi đấy anh. Bắn kinh quá, bắn lên mặt rồi. Vậy thì cậu thang này. Lo. Cái này bệnh quá. Một chân nữa. Nó như cho phun nhiều cơ à? Lên cơ. Lòng xong rồi đấy. Đây là canh đắng rồi. Mua.
cất cái phần vào bên trong đi. Để cái này này. Vào bên trong ấy. Để cho nhà nó rộng tí còn nó mó ấy, biết không? Nhà đông khách để đồ đạc ở dưới nhà này thì còn gì nữa không? Một mình chị Sùng là đảm nhận hai cái bếp luôn. Anh Hiệp ơi, mẹ bà Tân thì kiểu gì đúng không? Chính một nó chẳng mà cho có ha. Chúng một xong mà lấy lá cưới về. Chọn lá cưới về. Mà sao chúng một thì... Ngại gì nó, sống ảo đi nó. Lù lù một tí nhá, mê mê cái không đủ nhá. Nó táo bạo, cái này thì rồi, giải dài ra. Một mâm một biết nữa đúng không? Mì xay kia. Để tự lau. Mày cho nhiều chút mà mình chút chả bát hả? Để mâm ra, để mâm ra. Chị mình sẽ mất thế, nó sao thế?
A mua xem lấy bát xuống đi nhá, A mua ơi. Nhà bố mẹ không có được, lấy nhà em về đi. Tìm bát về cho đủ đi. Làm gì có chuyện là ăn nguôi, không thể nào chấp nhận ăn nguôi được. Ăn sạch sẽ một tí. Đưa về nhá. Vâng. Chồng em mang đèn về xem nào chín chưa? Dạ vâng ạ. Không biết lại cháy đấy. Ừ. Chảo này... Táo lắm, thì lắm. Cực phẩm luôn. Chưa bày xong mà cho nó vào vàng tí. Ờ, sẽ chạy chậm một tí. Đi cảo đâu đi tao à? Các cái tàu lớp là mắc chân mà có thì cặp vào cặp từ tàu xuống nhé. Chào không? Hiểu chứ? Sao mà không hiểu? Không hiểu tôi mà chết. Mà thắng một chén. Lấy rau đổ để cho này nữa. Lóc được. Lóc chưa? Chín thông được. Ôi dù tuyệt vời luôn. Đó. Thơm quá nhỉ? Gà rang rừng thơm quá. Đấy ớt đây, đồng chí nào làm bát ớt chấm đi. Chị dạ, làm món ớt đi. Chị lòng. Làm món ớt đi. Chia bát đều nha. Lo. Vào ngồi thôi. Lo. Tựa. Món đậu. Đậu cây nhà lá vườn luôn. Ba món, 1, 2. Hai bát đậu. Cái này bây giờ cứ kệ thôi, cho nó nóng nóng thôi nhé. Nó là không đun bếp nữa. Sao
Món ớt. Tối hôm qua là vào đến đây bắt đi luôn à em? Vào tận nhà luôn. Cũng không hỏi gì luôn à? Thấy các cháu chơi là cứ thế bắt đi thôi. Ồ, thế thì chịu rồi. Hôm nay thì bữa cơm thì không còn hai đứa con nữa rồi. Còn mỗi người lớn rồi. Bây giờ thì sau một thời gian chuẩn bị cũng đã vào bữa cơm rồi. Mời tất cả khán giả cũng như là các nhà hảo tâm dùng cơm với đại gia đình của chị gái Limi Xá. Bữa cơm hôm nay thì có gà rang gừng thôi. Đấy. Gà rang gừng. Tạt rang mạch chỉ phụ một tay thôi. Và có đậu xào hay đỗ xào gì đó. Tóm lại là như thế. Đi đi đi, vào ăn cơm đi. Cho ăn cơm đi. Nó kia, lau. Lau mỏ mà. Vậy chị hấu cháu à? Thôi để chiều uống được, tối uống nha. Không thể thiếu món mèn mén. Gà rang gừng, đỗ xào, đậu xào. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Một mâm ở bếp nữa. Có lẽ là cho bà con cả nhà ăn uống tự nhiên thì anh em mình xin phép dừng cái video này tại đây thôi. Một lần nữa là trân trọng cảm ơn bữa ăn của chị Dương đã hỗ trợ cho gia đình. Và cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm cũng như là khán giả luôn luôn đồng hành với Tam Giác Mạch. Đừng quên chia sẻ video lên trên các trang mạng xã hội để biết đâu đó sẽ trở thành một cái cầu nối giống như Tam Giác Mạch. Thứ hai, đăng ký kênh để ủng hộ và cùng đón chờ giây phút kênh YouTube Tam Giác Mạch đạt 100.000 người đăng ký nhé. Mời tất cả mọi người dùng cơm với đại gia đình. Xin chào và xin cảm ơn. Cho một số chị em ra đây ngồi với. Ăn no nhá. Cá trứng nhỏ. Chào luôn. Ăn no nhá trời nhá. Ăn no chưa thì vác gạch tiếp đấy.
cái nhiệt của ta còn nó phong lau cho ăn bảo nè quan cho con cho táo bảo rồi đang cả là xí mà bao à làm gì đang mà chú thế có chữ thỏ còn có chữ chữ đỉnh chữ là thống thế nó thì thêm mới là mới làm